Xin chào các thành đã đến với bản tin chuyên bóng đá. Bản tin của chúng tôi sẽ đem đến cho các thành những thông tin bóng đá nóng nhất của Việt Nam cũng như của thế giới, được truyền tải theo phong cách chuyên nhất và hài hước nhất. Bản tin được phát sóng đều đặn vào 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh chuyên bóng đá. Kính mời các thành hãy nhấn nút subscribe để tiện theo dõi. Real thua rồi. Thật là tệ hại quá đi mà. Real Madrid đang có khởi đầu tệ hại nhất La Liga trong vòng 10 năm trở lại đây. Gặp đội mới lên hạng Girona tưởng chừng sẽ là cơ hội lớn để Ronaldo giải tỏa cơn khát ghi bàn, giúp Real giành thêm chiến thắng. Nhưng ở đâu, Bekenkin đã bị bắn rụng tơi tả. Số phận của Real giống hệt như bà chị Ninjalit trong tuần qua. Tưởng mình ngon, định ngáng đường Girona thì bị đại gia Girona xuống xe dạy cho một bài học. Với thất bại phải nói là ê chề cõi lòng mề, đau đớn đến phát ớn, tủi hổ như uống thuốc sổ này, thì Real đã bị Barcelona bỏ xa tới 8 điểm. Trong trận đấu vừa rồi thì Ramos cũng vừa phải nhận quả báo. Bởi còn nhớ, trong trận siêu kinh điển lần trước, anh hất quả bóng lên không đưa cho Messi để chuẩn Messi. Giờ đây chỉ anh phải nếm trải cảm giác ấy, khi cầu thủ của Girona cũng vứt quả bóng đi, trêu người Ramos để câu giờ. Thật là một bài học quá đáng cho tứ ca. Còn ở Premier League, tâm điểm là trận gạt chiến Tottenham so tài với quỷ đỏ MU. Tottenham mạnh đấy, phong độ cao đấy, nhưng gặp sự lầy lội của Mourinho thì cũng chỉ nhận kết quả thua cuộc mà thôi. Trận trước thắng Liverpool nổ tung trời, cứ nghĩ thịt quỷ dễ ăn như thịt cò. À nhầm, thịt phượng hoàng. Nhưng hóa ra chính Tottenham mới bị biến thành món gà quay. Chỉ cần một bàn thắng duy nhất của Pokemon Martian là mọi chuyện đều được giải quyết. Martian cứ ghi bàn là MU giành chiến thắng. Bỗng chốc anh trở thành gà son, một quân bài tẩy của Mourinho. Ashley Young trong pha va chạm với Dele Alli đã mắng thẳng vào mặt cậu em rằng: khi nào mày có được chức vô địch Premier League thì hãy đến đây nói chuyện với tao. Vâng, anh đã khóa mốc đàn em một cách rất hổ báo. Còn nếu Ali muốn phản đam lại, chúng tôi có vài gợi ý cho anh như sau. Ali có thể nói: thổi thổi về đánh răng đi, mồm toàn mùi phân chim thối bờ cờ lờ. Hoặc: khi nào tóc mày nhiều hơn tóc tao thì hãy đến đây nói chuyện với tao. Hay là: khi nào mày có giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League ấy, thì hãy đến đây mà nói chuyện với tao nha. Còn bây giờ, cút. Liverpool giành chiến thắng 3 sao đầy bất ngờ trước đại gia Huddersfield, đội mà mới vòng trước thôi đã bón hành cho MU. Man City thì vẫn thế, từ vòng này qua vòng khác, họ như một thói quen cướp lấy 3 điểm của tất cả các đội. Để rồi cứ thế mà mãi chẳng tiến lên được bậc nào trên bảng xếp hạng. Thật là buồn quá đi. Còn xét về hàng công của họ thì phải nói là quá khủng khiếp. Aguero 7 bàn, Sterling 7 bàn, Sen 6 bàn, Jesus 6 bàn, De Bruyne và Silva đều có 6 kiến tạo. Một hiệu suất quá đồng đều và đáng sợ. Họ như là thanh niên cưỡi chiến mã đen, tay cầm đoản kiếm, hạ sát cả chục cái gương chiếu hậu trên đường phố Sài Gòn tuần qua vậy. Chelsea giành chiến thắng tối thiểu trước Bournemouth nhờ pha lập công của Hazard mông to. Trong bối cảnh bất ổn cho tương lai của Conte thì thắng lợi tối thiểu như này cũng giúp một phần nào đó làm ổn định tình hình ở Chelsea. Còn Arsenal, trận trước lội ngược dòng thắng Everton, vòng này họ tiếp tục lội ngược rồi để thắng Chelsea 2-1. Có vẻ như các pháo thủ dạo này thích tăng độ khó cho game thì phải. Cứ phải để bị dẫn trước rồi bật lại mới chịu cờ. Lại là một tin liên quan tới La Liga. Mới đây, xứ Catalan đã chính thức tuyên bố độc lập, tách khỏi Tây Ban Nha. Vâng, viễn cảnh bóng đá thế giới sẽ chuyển biến theo một hướng hoàn toàn khác đang ngày càng hiện hữu. Những trận El Clasico sẽ chỉ còn lại trong hoài niệm.
nhưng cuộc đọ súng trực tiếp giữa Messi và Ronaldo sẽ không còn. La Liga rồi sẽ giống như Bundesliga, chỉ có Real là độc cô cầu bại. Rồi tương lai của Barca sẽ chuyển đến giải đấu nào đây? Cầu thủ xứ Catalan còn thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha nữa hay không? Chúng ta hãy cùng hồi hộp chờ xem tương lai của câu lạc bộ Barcelona sẽ đi đâu về đâu. Cảnh báo, cảnh báo, fan của anh Ro xin hãy tắt ngay bản tin. Cảnh báo, cảnh báo, fan của anh Ro xin hãy tắt ngay bản tin. Bởi vì thành chôn của bản tin số 101 này chính là Cristiano Ronaldo. 6 trận ở La Liga mùa này, anh ghi vỏn vẹn 1 bàn. 1 bàn thưa quý vị, một con số thật không thể chấp nhận được đối với một cầu thủ vừa nhận giải The Best, một tiền đạo thượng hạng và một cú máy ghi bàn xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá. Nên nhớ rằng tân binh vừa trở về từ Trung Quốc, Paulinho của Barca, chơi ở vị trí tiền vệ, còn ghi được tới 3 bàn. Chúng ta hãy cùng nghe xem anh Ro giải thích như thế nào về vấn đề này. Chả là sau khi ghệ của tôi cứ suốt ngày bật nhạc của Chipu nghe, giờ đâm ra tôi lại bắt đầu mê nhạc của Chipu rồi. Chipu vừa phát biểu rằng cứ 1 tháng, cô ấy sẽ cho ra một MV mới, nên tôi cũng quyết định cứ 1 tháng chỉ ghi 1 bàn thôi, để gọi là hưởng ứng theo thần tượng. Với tỷ lệ chỉ vỏn vẹn 2,5%, Ronaldo đang trở thành cầu thủ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng tệ nhất trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Mới cuối mùa trước thôi, anh còn ghi bàn son son, đem về cho Real 2 chiếc vô địch cơ mà. Sao giờ lại ra nông nỗi này hả anh Ro? Hay là tại anh bận chăm con, bận pha sữa giặt tã, nên chẳng có tâm trí mà ghi bàn rồi? Sự tụt dốc không phanh của Ronaldo cũng giống như phong độ kém cỏi của Real hiện tại. Messi thì đã ghi được 12 bàn rồi, nếu không sớm cải thiện phong độ thì e rằng những tuần sau sẽ chẳng còn fan Ronaldo hay fan Real nào dám xem bản tin của chúng tôi nữa. Đến đây, bản tin chơi bóng đá cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn cũng vào giờ này tuần sau.